ngàn mấy à? 2000 mấy chứ làm sao mà không lên ra, đúng không? Lên 2000 mấy rồi nó không lên lên nữa, nó rốc rốc cái máy đó. À. Các bạn có thể thấy trên màn hình, chiếc xe này đang báo lỗi áp suất nhiên liệu cao. Và đây là một chiếc xe Isuzu QKR đời 2021, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, xe đã chạy được gần 130.000 cây số rồi. Và tình trạng thì chiếc xe ra khói đen cũng khá nhiều. Và bạn, các bạn sẽ cùng mình theo dõi thêm quá trình bên mình sửa lỗi cái chiếc xe này cũng như là khắc phục cái tình trạng khói đen cho cái chiếc xe này như thế nào nhé. Và các bạn hãy cố gắng theo dõi đến cuối video thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách sửa lỗi cái chiếc xe này nó đang báo lỗi áp suất nhiên liệu cao một cách rất là đơn giản thôi. Và để mà xử lý khói đen của chiếc xe này thì cũng giống như các cái dòng QKR trước, thì bên mình sẽ tiến hành vệ sinh các cái két làm mát EGR, van EGR và họng gió, họng nạp vào trong động cơ. Đây chính là cái họng nạp của dòng QKR này. Và các bạn có thể thấy là muội than rất là nhiều ha. Mỗi một lần mà tháo cái họng gió của cái dòng QKR này, chúng ta phải tháo các cái ống dầu trên bét của nó ra, rất là phức tạp nha. Trong khi các cái dòng xe khác thì cái việc mà tháo cái họng gió nó ra nó không liên quan gì đến các cái ống dầu này cả. Nhưng mà dòng QKR này đặc trưng của nó rất là khó chịu. Và đây chính là cái họng gió của cái dòng QKR này. Chạy một thời gian thì muội than nó đóng rất nhiều. Và đây là cái két làm mát EGR của nó. Các bạn có thể thấy ở bên trong thì muội than nó đóng một lớp cũng tương đối thôi. Và cái chiếc xe này thì các bạn thấy là chạy mới 130.000 cây. Rất là nhiều cái dòng QKR mà chạy khoảng 200 đến 300.000 cây thì cái két EGR này là gần như nó bị bít luôn. Đây là cái van EGR. Và rất là nhiều cái chiếc xe QKR bị hư hỏng cái van EGR này đâu đó khoảng trên 200.000 cây, rất là nhiều nha. Cứ 10 xe thì cũng phải 3-4 xe là hư. Còn đây là cái búng ga điện tử. Các bạn thấy là mùi than nó bám một lớp rất là nhiều ha, rất là dơ. Mới chạy 130.000 cây mà nó đã như thế này rồi. Còn đây là cái bên trong cái van EGR. Các bạn thấy cái nấm của nó không? Đó, cái van, cái nấm của nó. Đây là cái họng gió của nó. Anh em thấy là nó bám mùi than này, mùi than cộng với nhớt động cơ. Nó sẽ tạo thành những cái lớp giống như nhựa đường thế này. Cái lớp nhựa đen đen thế này. Nó bám rất là chặt nha. Và thường những cái như thế này thì anh em phải tháo ra, rồi chúng ta cọ rửa bằng tay thì nó sẽ hiệu quả và nó sạch tuyệt đối. Còn đây là cái két làm mát EGR, mình sẽ ngâm vào nguyên một cái bầu. Và cái bầu này có dung dịch D30 nha anh em. Mình sẽ dùng cái dung dịch D30 để mình pha vào nước nóng. Và sau khi mà ngâm xong thì mình sẽ tiến hành rửa và sấy khô nó trở lại. Và các bạn hãy xem các cái bộ phận sau khi được vệ sinh thì nó sẽ sạch sẽ như thế nào ha. Và sau khi vệ sinh xong thì bên mình sẽ tiến hành gắn trở lại. Và cái khâu gắn này cũng rất là lâu. Giống như là nãy mình nói các bạn á, là mỗi lần tháo ra là phải tháo các ống dầu vào kim phun. Để giờ gắn lại thì lại gắn lại các cái ống dầu vào kim phun trở lại. Nó mất tốn kém rất là nhiều thời gian. Đối với dòng QKR này, nếu như chúng ta chỉ vệ sinh EGR và cái bầu lọc khí thải của nó thôi thì thời gian nó chỉ mất khoảng tầm 2-3 tiếng. Tuy nhiên nếu vệ sinh thêm cái họng gió thì sẽ cộng thêm 2 tiếng nữa, là khoảng 5 tiếng đồng hồ thì mới xong được một cái chiếc xe QKR như thế này. Và sau khi mà gắn xong thì sẽ tiến hành xả gió.
Và các bạn thấy là sau khi mà làm hết xong thì bên mình sẽ tiến hành xóa lỗi. Và các bạn thấy là xe đã hoàn toàn hết lỗi, không còn lỗi nữa nha. Và sau khi vệ sinh xong cũng hết hoàn toàn khói đen luôn. À mà quên, hồi nãy mình có nói các bạn là sửa cái lỗi mà áp suất nhiên liệu cao ha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Và đây là cái cảm biến áp suất trên cái ống reo. Thì cái con xe này nó bị báo lỗi áp suất nhiên liệu cao là do cái cảm biến này nó bị dơ. Và cái thứ hai nữa là cái giắc điện nó bị lỏng. Thì do đó bên mình sẽ tiến hành tháo cái cảm biến này ra để vệ sinh lại là nó sẽ hết thôi. Và các bạn thấy với chiếc xe QKR này để chấm dứt cái vấn đề khói đen của nó thì chúng ta chỉ việc là cứ khoảng tầm 70 ngàn cây số là mình nên cho xe đi vệ sinh EGR này, vệ sinh két làm mát EGR này, vệ sinh bộ lọc khí thải thì nó sẽ hết khói đen thôi. Và khi mà xe anh em bị cái lỗi như thế này, áp suất nhiên liệu cao thì chúng ta hãy kiểm tra đến cái cảm biến áp suất nhiên liệu trên cái ống reo. Chúng ta tháo ra, chúng ta vệ sinh, chúng ta kiểm tra lại cái giắc điện của nó. Thì chắc chắn là cái lỗi này nó sẽ có thể là nó sẽ được xử lý triệt để luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.